Alo, alo, alo. Bạn anh có nghe không nhỉ? Bạn dí hẳn cái quạt của mic bạn ra bạn anh. Bạn anh mất cơ rồi. Rồi. Bạn dí hẳn cái quạt của mic bạn này. Gì? Bạn dí hẳn cái mic quạt của mic bạn à. Không cách tầm 1 mét bạn ạ. Hết cỡ rồi. Bạn dí vào rất tôi khó nghe bạn nói kiểu chi á, nghe cứ ọ ọ ọ. Tôi để cái quạt xa nhất có thể rồi bạn, vì là xung quanh đấy đéo còn cái ổ nào nữa. Nhưng mà rồi đỡ là được ạ. Đỡ đỡ hơn không nãy. Hồi hôm qua làm hai trận bạt bà. Quá tởm lợm. Một mình tôi, một tay tôi gánh lắm văn tạc. Watch this. Chơi chiều bạn chưa có cái chơi gì đó là sao mà nhỉ? À con chó gạch hai được ạ thì bạn thu xếp gửi tôi. Ừ. Con chó gạch hai xa là cút luôn đấy. Bọn đi chơi chín lắp ráp lửa các kiểu về sống vội về bọn đi vội lắm bạn ạ. Bọn cứu thì không cứu mà là cái đòi có gạch hai thì đâu ra bạn. Bạn em cứu với thế này. Hôm nay tưởng mưa mà đi đường nắng khiến chết. Ê, bạn lấy con xe không bạn? Có. Gửi luôn này. Tí gửi cho gạch sau nhá. Ôi hai cái lõi gần nhau rồi này. Bạn nghĩ cho con sen mà để em qua đấm mà để em đấm bạn. Ui, hỏa rơi bạn ơi. Hỏa rơi bạn ơi. Chơi đi. Hỏa rơi cửa Phật. Bạn có hỏa rơi không? Rơi cửa Phật bạn ơi. Quá
Bạn có khóa xe đâu? Không. Mỗi ngon rồi. Tôi với bạn mỗi thằng hoa rơi, thằng xe là ok luôn đó bạn. Và mỗi thằng chết mất nòi ấy lại đánh ấy với tôi bạn. Lại đánh thần rừng ấy, xong nhặt con hoa rơi của tôi vào. Phòng rồi bạn cá, bạn cá cứu rồi mà. Đây rồi, Nico. Nico đi đâu rồi? Đi rồi Nico, 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 Nico. Vừa rồi xong định mệnh này, thằng này mình chơi định mệnh này. Hoa rơi kiểu phật kiểu chi vậy. Bơm cho con sen 2 cuối cùng chả làm ăn được. Bơm cho một con sen đâu mà sen 2. Con sen 2 rồi cho rõ. Có lấy sen nữa không thằng kia? Không. Lấy kê nữa không? Lấy kê nào? Không. Bán luôn. Tức độ phật thảo kiểu hai sao mà vẫn yếu vậy ạ? Thôi đừng cứu anh. Không phải không cứu thì là không cứu. Bây giờ thôi đừng tao cứu. Tao đang cưới thua rồi. Cứu làm chi? Sao bắt mình cứu à? Đúng rồi, anh kêu rồi. Rồi một ngày em quên mất đi. Sắm vãi chưởng anh ạ. Lấy con chó gạch
Không, Nico. Chả thấy con nào. Có hàng này cầm một con này. Thằng này cầm một con là hai con. Ê, cô hỏi mát không? Hình như dạo này cái bài thần thoại em út meta hả chẳng ạ? Mới hôm nay nó đánh lên toàn lên bạt ba ạ. Không ai chơi. Kiểu anh thắng như anh. Đừng cá thử đẹp thải. Sao mà có phản rơi của tôi cảm giác không nên thuế của chi em ạ. Kẹp xong một phát tư vào và kẹp cho con tư kia này vào làm gì. Cứ nhìn cái phát tư rồi. Anh vừa nói phát gặp luôn có thử rất hai nữa. Đó hồn cho dụ luôn. Rồi mình thua suốt rồi giờ mình cũng tao một thôi. Rồi chúng tôi thắng mày để xả cái thắng sáu rồi. Ôi con này nó có giao điện. Quá rơi cửa Phật. Một rơi này. Quá rơi cửa Phật. Ok các bạn. Em đi. Anime hoặc là con bạn. Ok. Chắc là bọn để nhiều con bạn con anime tôi mà bọn ấy chí tôi lắm bạn thấy không? Đó nhạt luôn con anime của tôi giữa thứ 4 tiền các bạn tặng tướng 4 tiền. Anime không mất được con TV nữa rồi. Không. Tao để tao chơi luôn. Người ta bảo nó cần trí thấp của cái. Chưa. Oh,
hoa rơi cửa Phật. Bạn nhìn thấy con Nico đâu không anh? Có đâu. Bạn thấy AP tôi đang một. Nhưng bún vàng nó cho mình thành phần một hình nhân. Bún vàng này. Khi là ôi, AC à? Chơi luôn. Dù chí đóng như con dấu vào đầu chứ. Con này cô nào nhỉ? Tôi có AC bạn lấy không? Thế à? Thôi. Hả? Thôi thôi thôi, giờ này đối tăng chơi AC à. Một con xe à. Không thấy con Nico mua cho tôi hả bạn? Không có, có tôi gửi rồi đấy, vừa mới xả tiền tun đây, có con nào đâu. Trời ơi, con này con không kịp rơi luôn bạn ạ. À. Mới rơi thứ hai là chết rồi bạn. Nóng sẵn phải chứ. Đây không còn mùa hải rồi, rồi thằng đánh con ngưỡng lên nơi cô hải cay thật. Cái gì đây, ta xe à? Bỏ thùng bắt đi kìa. Reveal
ơi, demo lên lần trước cỡ cỡ ấy anh ạ. Bài ghê thật sự đấy. Thằng này có bắt Neko đâu. Tôi vừa thấy có thằng có một thằng lên con Neko 2. Thằng ấy sẽ hàng mình dốt vậy. Bọn anh gì hơn 6 thuật sĩ thế này các bạn có nhìn không? Tôi mới hỏi các bạn lại gắt lên tôi. Tôi rất buồn các bạn. Thu quay thôi, nhà nó kết ra cho em anh ơi. Thôi anh, thôi, thôi. Bạn này bên bạn này cô ấy mua lên hai nhớ ơi tôi tiếc nha bạn nhé. Ồ nhớ với cho tôi không cho giúp mình nè. AC hàm tự nhiên ấy giờ không cho đúng như loại làm cháo đâu bạn. Bắt hết Neko bạn cho nhẽ bạn không bắt nổi cho tôi con Neko của anh. Tôi đã cầm hai con em ơi. Bài bọn lên cả thi lát hai lên cả nai hai rồi trời ạ, cấp năm rồi bạn. Thấy đứa mồ cũng mạnh như vâm các bạn. Đúng rồi ạ. Ơ trời này có sang này. Ơ ơ kìa. Thôi bạn gửi con Neko 1 rồi đây tôi tự vẽ bạn. Tôi nuốt được con Neko 2 của bạn tôi nghẹn chết. Gửi đây. Có lấy con Senya ra cả đâu. Có đây đây. Ê lúc này ê cô ba đã. Nhỏ không? Ôi bọn sang sớm thế. Lý hai à. Quá chim xa tiền rồi. Đã bảo kiếm một con sắp sinh nhét vào kiếm vẫn có thể. Im tao chơi. Tí là thua lại sao. Tí tao lắp bẫy thần thoại. My journey's only beginning.
are made by our choices. Ném phát chết con Eco ba nửa cây của mình luôn. Anh út tỉnh rồi, sau mấy ngày không chơi út tỉnh rồi. Anh bạn từ nãy đến giờ bạn đâm bạn tụt máu không phanh, nhưng sao bây giờ bạn lại bảo tôi út tỉnh ảo thật. Bạn từ đầu game đến cuối game bạn gửi tôi được đúng con Eco thì đánh cái chi? Có không ta biết như nào? Đỡ máu cho bạn rồi bạn còn muốn cái gì nữa? Thôi lỗi tôi. Không lỗi bạn, lỗi tôi. Bọn kia không đứng cái đường bắt cá đứng làm sẵn à? Thế nên thưởng cho thằng bố bắt cá này là này. Tướng 5 vàng trang bị hoàn chỉnh. Tướng 5 vàng à, không lòng cái chó. Trời ơi, thằng bạn quá sớm thế nhở? Bạn mình đâu vậy? Bạn đây, tôi gửi bạn được ở à đây để tôi bán đến 5 vàng cho gói trong hoàn chỉnh 200 tuần. Anh ta làm chi? Bọn này có những người bạn tuyệt vời. Tôi đơm máu này giờ bạn, tại bạn mà không đốt nhiều máu là không chết đâu. bạn không gửi nơi cô tôi bị bọn đốt máu chứ. Bạn đánh ngu, tôi bảo bạn kiếp con pháp sư bạn bỏ, bạn không bỏ tự nhiên bạn bỏ con Sylvia, nó chả liên quan hệ gì vứt ở dưới. Con pháp sư không cộng được nhiều pháp. Con Sylvia nó cộng được cái gì? Đánh không biết đường, đánh không biết đường. Thế mà đòi được cao thủ. Cao thủ chi? Biết ra giờ dành tao cũng sao mà dành đi. Cái thủ chí không chơi nữa. Đó, em bắt đầu vẫn chửi mình, xong mình nói lại, xong rồi dỗi á. Chịu rồi. Bạn bè sống với nhau thế đấy. Thế đấy. Đó. Bây giờ bọn mạnh gì thì đánh chí. Thôi, coi như nháp.